Hello, Công Nghiệp mà xin chào anh chị các bạn đang theo dõi video của Công Nghiệp trên kênh ITV Club Channel. Trong video này thì Công Nghiệp mà có view một vài những cái cổ phiếu mà trong giai đoạn này thì anh chị và các bạn chúng ta có thể là nên hạn chế dùng margin, mặc dù là cổ phiếu đang trong quá trình giảm giá nhưng mà giai đoạn này thì nó đang rơi vào những cái thời điểm rất là nguy hiểm để mà sử dụng margin. Thì khi mà trong quá trình tăng giá thì có những cái thời điểm mà chúng ta cần phải tham gia với những cái tỷ lệ margin, thì giai đoạn này là những cái giai đoạn mà rất là nguy hiểm với những cái cổ phiếu mà đã có những cái tín hiệu xấu. Thì trong giai đoạn này mà dùng margin thì có thể là nó sẽ gây những cái hiệu ứng ngược, thì có thể là làm cho những các bạn có thêm những cái nguy hiểm cho tài khoản và có thể là sẽ phải xử lý cắt lỗ trong cái giai đoạn này. Thì đó là những cái cổ phiếu đầu tiên, đó là cổ phiếu BFC. BFC giai đoạn này thì Công Nghiệp thấy nó đang cho thấy một cái quá trình giảm giá cũng đã được một thời gian, cũng được khoảng đâu đấy là từ khoảng giữa tháng 11 đến hiện tại. Tuy nhiên thì đến thời điểm này nó đang có cái chiều hướng, tuy là về trung hạn nó đang có những cái vùng hỗ trợ rất là tốt, tuy nhiên thì xét về cái đồ thị ngắn hạn, đồ thị ngày thì nó đang cho thấy xu hướng chuẩn bị tiếp tục phá đáy, và với những cái xu hướng phá đáy tiếp thì có thể là những cái tâm lý của nhà đầu tư sẽ rất là bi quan với cổ phiếu này và sẽ cho những cái xu hướng bán mạnh hơn trong thời gian tới. Tiếp theo đó là cổ phiếu GMD. Cổ phiếu GMD giai đoạn này cũng đang cho thấy chiều hướng khá là xấu và có thể là sẽ cho những cái nhịp giảm giá mạnh hơn nữa. Thì giai đoạn này cổ phiếu GMD cũng đang tiếp tục cho những cái xu hướng giảm tiếp. Tiếp theo đó là cổ phiếu FPT. FPT giai đoạn này thì Công Nghiệp thấy là nó đã tích lũy một khoảng thời gian khá là dài rồi. Tuy nhiên thì cái xu hướng tích lũy của nó đã bị phá vỡ và cho xu hướng giảm giá. Và giai đoạn này đang ở trạng những cái vùng rất là nguy hiểm để mà khi mà nhà đầu tư thấy giảm giá mà lại sử dụng margin là giai đoạn này với cổ phiếu FPT nữa thì có thể là nó sẽ cho xu hướng giảm tiếp. Anh chị và các bạn rất là lưu ý cổ phiếu FPT này, xu hướng trung hạn của nó thì đã phá vỡ rồi, xu hướng phá vỡ cũng trung hạn thì đã cho thấy xu hướng giảm, và giai đoạn này thì có rất nhiều khả năng để mà giảm thêm những cái xu hướng mạnh hơn. Tiếp theo đó là cổ phiếu GVR. Cổ phiếu GVR giai đoạn này thì cũng đang cho thấy ngấp nghé đến cái vùng mà có thể là trong giai đoạn này mà sử dụng margin thì rất là nguy hiểm, và đang trong xu thế là chỉ nếu mà chỉ cần phá đáy thêm nữa thì có thể là cổ phiếu GVR này sẽ cho xu hướng giảm mạnh hơn trong cả giai đoạn tới. Trong nhóm ngành thép thì giai đoạn này có một vài những cổ phiếu cũng đang cho thấy xu hướng tích lũy tạo lề tốt, tuy nhiên nó lại tiếp tục giảm phá đáy. Giai đoạn này là cái giai đoạn mà như cổ phiếu Hoa Sen và cổ phiếu Hòa Phát cũng rất là lên là hạn chế sử dụng margin. Công nghiệp thấy là giai đoạn này là cái giai đoạn mà có thể là với cổ phiếu Hoa Sen và cổ phiếu Hòa Phát trong giai đoạn này có thể là sẽ xảy ra những cái hiện tượng giảm mạnh hơn nữa. Thì tuy là nhiều khả năng là nó đã giảm trong một cái khoảng thời gian dài rồi nhưng mà giai đoạn này là giai đoạn là nguy hiểm, có thể là xảy ra những cái hiện tượng short sale mạnh hơn. Thì giai đoạn này anh chị các bạn cũng lưu ý là cái giai đoạn mà chúng ta cực kỳ hạn chế sử dụng margin với cổ phiếu Hoa Sen và Hòa Phát. Tiếp theo đó là một cổ phiếu là Novaland. Novaland giai đoạn này thì Công Nghiệp thấy nó cũng đã giảm về tiếp tục về những cái vùng vùng đáy ở trong giai đoạn trước rồi. Tuy nhiên thì vùng tích lũy của nó ở cái vùng hình hộp chữ nhật ở trung hạn bên trên thì đã tích lũy một khoảng thời gian khá là dài rồi. Thì với xu hướng này nếu mà tiếp tục phá đáy thì với cổ phiếu Novaland cũng cho thấy một cái trạng thái giá rất là nguy hiểm mà có thể là cho những cái pha giảm mạnh hơn nữa. Thì đó là những cái cổ phiếu mà nên hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn này. Mà những anh chị các bạn trong giai đoạn vừa rồi đã có lỡ sử dụng margin thì cũng nên lưu ý là cũng hạ cái tỷ lệ margin khi mà cổ phiếu đang ở trong những cái vùng rất là nguy hiểm. Thì đó là top 7 cổ phiếu để Công Nghiệp có lưu ý với những anh chị các bạn để mà anh chị các bạn có thể là có thêm những cái quyết định của bản thân mình. Thì đây là cái chia sẻ của kinh nghiệm của cá nhân Công Nghiệp để chị các bạn có thể là tham khảo để mà đưa ra những cái quyết định đầu tư đúng đắn hơn.
Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.